Xin chào cô chú nông dân và đồng nghiệp. Tôi là Nguyễn Văn Minh, là chuyên viên tư vấn kỹ thuật cacao của công ty Protot Brand Play Việt Nam. Mình đã làm công việc này được 3 năm mà bạn bè biết đến Minh với công việc này thường hay nói đùa. Sau bao nhiêu năm chu du bốn bể, chúng mày lại quay về với nông nghiệp à? Có người khen, người chê, người lại cho tôi trẻ mà hóa ông già. Thế nhưng tôi lại yêu công việc này đến một cách lạ thường. Có những ngày rong ruổi hàng trăm cây số qua khắp bản làng không kể nắng mưa. Ấy thế mà cuối ngày lại cảm thấy vui vì hôm nay Minh đã gặp gỡ và chia sẻ được nhiều vấn đề với bà con nông dân. Vậy tại sao Minh lại có được niềm vui ấy? Hãy cùng theo Minh trải nghiệm một ngày nhé.